Xin chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà của anh Nguyễn Thành Trung ở Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Trung thì cũng như tất cả những video trước, Nhật An xin giải phút đầu tiên để điểm sơ một số thông tin cơ bản về Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Dù quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, hoặc thậm chí quý vị đang ở nước ngoài, chúng ta muốn liên hệ Mắt Hôn để có thể thiết kế và thi công trọn gói đều có thể alo ngay số hotline của chúng tôi, hoặc quý vị có thể kết bạn Zalo với số hotline, nhân viên chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Và hiện tại thì Mắt Hôn chúng tôi cũng phát triển trên nhiều nền tảng khác. Ở bên cạnh YouTube là kênh Mắt Hôn và Nhà đẹp Mắt Hôn, thì Facebook chúng tôi sẽ có trang là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mắt Hôn nè, hoặc kênh TikTok là Nhà đẹp Mắt Hôn nè. Quý vị có thể theo dõi chúng tôi trên nhiều nền tảng khác nhé. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, cho nên nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi này nhé. Trở lại với ngôi nhà ngày hôm nay, chính là ngôi nhà của anh Nguyễn Thành Trung. Thì đầu tiên em sẽ mời quý vị xem qua một số ảnh vẽ 3D của căn nhà này trước đi ạ. Đây là kiểu nhà rất là quen thuộc với những ai mà theo dõi nhiều video của Mắt Hôn đúng không nè. Phải nói là đây là mẫu nhà bestseller hay còn gọi là mẫu nhà quốc dân của Mắt Hôn quý vị ha. Đó chính là thiết kế 2 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là mẫu nhà mà đã xuất hiện rất là nhiều những video do Mắt Hôn tới thiết kế rồi. Và ngoài thực tế cũng vậy, rất nhiều gia chủ đã lựa chọn Mắt Hôn là bởi vì những mẫu nhà này. Và hiện tại nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt quý vị ha. Cả ba miền Bắc Trung Nam đều đang xây dựng những mẫu nhà rất là nhiều. Vậy thì lý do vì sao căn nhà lại được yêu thích? Hãy cùng Nhật An phân tích một số nét đẹp của nó. Đầu tiên anh nghĩ cái công rất lớn đó chính là nhờ phần mái Nhật ở bên trên. Bởi vì mái Nhật là cái loại mái mà dù lúc trước nó không được yêu thích lắm đâu. Lúc trước này thì người ta hay nghĩ là mái Nhật là mái lùn mà nó sẽ không có nổi bật về chiều cao, cho nên là nhiều gia đình sẽ không lựa chọn nó. Nhưng thời điểm hiện tại thời thế đã thay đổi rồi. Dần dần người ta nhận ra là không phải là quá cao là đẹp nhé, mà quan trọng là phải hài hòa và hợp lý. Thì ở mái Nhật nó có sự kết hợp trung hòa giữa một bên là mái Thái, một bên là phong cách cổ điển châu Âu, vừa có nét gần gũi lại vừa có nét sang trọng. Với mái Nhật tuy là nó không quá cao nhưng thật sự nó vẫn đảm bảo được về thoát nước mưa cũng như chống nóng cho căn nhà của quý vị. Bên cạnh đó thì mái Nhật quý vị thì nó sẽ tạo chúng ta một cái cảm giác nhìn rất là tinh tế và nó hợp với gần như là tất cả mọi loại công trình. Dù cho nhà vườn, nhà cao tầng hay là nhà như thế nào, biệt thự chẳng hạn, vẫn có thể áp dụng mái Nhật được. Bởi vì nếu mà căn nhà nó quá cao, nếu mà chúng ta sử dụng mái Thái chẳng hạn thì nó sẽ bị mất cân đối. Cho nên khi mà căn nhà nó quá cao, quý vị lợp theo cái mái Nhật ở bên trên thì vẫn được. Hoặc căn nhà nó đang hơi thấp mà chúng ta để mái Nhật thì tạo nên cảm giác tinh tế và giản dị. Thì cái đó tùy theo sở thích của từng gia đình nhé. Ở đây thì về loại ngói chúng ta sẽ lợp là ngói Fuji, là loại ngói xuất phát từ Nhật Bản. Bên cạnh ngói thì quý vị có thể lựa chọn những cái loại vật liệu khác để chúng ta ốp lên mái, ví dụ là phần tôn. Thật sự thì nhiều gia đình bây giờ người ta cứ nghĩ là tôn là như xưa rất là nóng, nhưng mà không phải quý vị ạ. Bây giờ thị trường có những cái loại là tôn giả ngói nhé. Về cơ bản thì về màu sắc hoặc là về gọi là công năng thì nó cũng không phải là quá thua kém so với phần ngói đâu ạ. Cho nên là với tôn giả ngói thì bây giờ nhiều gia đình họ cũng đã lựa chọn, bởi vì nó giúp tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Đó chính là về phần mái của căn nhà này. Tiếp theo sẽ nói đến đó chính là màu sắc tường sơn ở bên dưới. Quý vị có thể thấy rất rõ là căn nhà sẽ lựa chọn cái tông màu, đó chính là tông màu trắng và tông màu xanh. Đây là hai cái màu sơn chính của căn nhà. Và quý vị có thể thấy là nếu mà chúng ta xét về mặt phong thủy, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ có rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau và mỗi màu nó sẽ hợp với cái tuổi mệnh khác nhau. Ví dụ ở đây là màu trắng và màu xanh thì hợp với mệnh gì ạ? Rất là dễ nhận ra đúng không nào? Đó chính là mệnh thủy, bởi màu sắc đặc trưng của mệnh thủy đó chính là màu xanh mà. Còn màu trắng này tượng trưng cho mệnh kim, mà kim sinh thủy thì đây là một cái màu nó tương sinh rất là tốt luôn ạ. Cho nên nếu mà ai mệnh thủy hoàn toàn có thể lựa chọn gam màu này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị những cái mệnh khác thì chúng ta không lựa chọn được nhé. Nếu mà chúng ta là người quan tâm đến phong thủy, chúng ta xem nó rất là quan trọng thì quý vị có thể lựa chọn theo phong thủy. Nhưng nếu đối với quý vị á, chúng ta ưu tiên về sở thích thì quý vị hoàn toàn có thể lựa chọn gam màu mình yêu thích, chứ không nhất thiết là phải theo phong thủy. Cái đó là tùy theo quan niệm của mỗi gia đình khác nhau.
Tiếp theo thì em sẽ nói đến một cái vật liệu cũng xuất hiện trong căn nhà này, đó chính là gỗ nhựa. Quý vị có thể thấy là chúng ta sẽ ốp gỗ nhựa cho cái phần tường bao bên dưới căn nhà này. Và cái gỗ nhựa nó giúp căn nhà nổi bật hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì chi tiết gỗ nhựa thì chúng ta còn ốp dùng cho đó chính là cái phần giàn hoa. Và cái giàn hoa thay vì bình thường quý vị thấy là sẽ được sơn màu trắng, thì ở đây thì chúng ta sẽ sơn giả gỗ và nó sẽ giúp cho nhìn căn nhà lung linh hơn. Bởi vì khi mà chúng ta áp dụng những cái tông gỗ vào thì nhìn căn nhà nó ấm cúng và nhìn nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Còn lại thì quý vị có thể thấy là ở bên dưới chân tường chúng tôi sẽ ốp đá bóc có màu ghi để vừa bảo vệ phần chân tường vừa làm cái điểm nhấn cho căn nhà. Đó là về tổng quan bên ngoài của căn nhà Bestseller là thế này. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến bên trong bằng cách chúng ta sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của căn nhà Nguyễn Thành Trung nhé. Đầu tiên này em sẽ đọc đó chính là mặt bằng định vị công trình nè. Quý vị sẽ thấy tổng quan của công trình nhà anh Trung, cạnh bên là có khu bếp, cạnh bên nữa là có căn nhà cũ ha. Và từ phía mặt tiền đi ra phần đường giao thông phía trước là rộng tầm hơn 7m. Về hướng nhà thì quý vị so sánh hướng nhà với hoa tiêu của chữ B sẽ thấy nhà anh Trung sẽ hướng lên trên và hướng ở bên trái. Lên trên là hướng Bắc, bên trái là hướng Tây và là căn nhà anh Trung là nằm hướng Tây Bắc. Việc lựa chọn hướng nhà nó phải căn cứ vào tuổi mệnh của gia chủ có hợp với cái hướng hay không. Quý vị hoàn toàn có thể tham khảo đến chuyên gia phong thủy của Mắc Hôn. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị chúng ta nên lựa chọn nhà hướng nào là hợp lý nhất. Bên cạnh đó thì ví dụ là liên quan đến ngày động thổ, nghi thức động thổ như thế nào, cúng kiến ra làm sao hoặc là bàn giao thế nào thì chuyên gia phong thủy Mắc Hôn sẽ tư vấn cho quý vị nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của căn nhà này. Dựa vào đây quý vị có thể thấy chiều dài căn nhà là 14,52m, chiều rộng là 8,64m và từ đó tính thì diện tích sử dụng là khoảng 210m2. Về công năng thì chúng tôi sẽ bố trí là từ một có phòng khách nè, phòng ăn nè, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí phòng thờ, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Bây giờ sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà, ở đây sẽ chọn mặt đứng trục C sao A. Từ cos 0,0 lên đến đỉnh mái là 10,3m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại từ cos 0,0 xuống ngược lại sân là 75cm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc là 15cm. Ở đây chúng ta sẽ có 9 cái hình chữ nhật tương ứng vật liệu màu sắc tường sơn khác nhau. Ví dụ là tường ốp gạch giả gỗ nè, bê tông sơn giả gỗ nè, rồi bê tông cốt thép nè, tường ốp đá rối nè, vân vân. Tất cả thì chúng tôi đã giới thiệu quý vị ở bản vẽ 3D rồi nhé. Ngày hôm nay em sẽ cho quý vị xem đến một cái bản vẽ cũng khá quan trọng, đó là chi tiết cửa đi D1 của căn nhà này. Thì quý vị sẽ thấy đây là cửa đi 4 cánh mở quay, chất liệu gỗ lim Nam Phi, kính an toàn 8,38mm, kích thước 2700x2700. Đây chúng tôi ký hiệu mặt đứng, mặt cắt rất là rõ luôn hình dạng của cửa, nhìn khá là sang trọng đúng không nào? Và liên quan đến kích thước của cửa đó quý vị thì có một cái thông số quý vị phải lưu ý, đó chính là kích thước thông thủy liên quan đến thước lũ ban. Thì quý vị có thể nhìn vào mặt cắt nè, quý vị thấy là cái cửa nó tuy là bề ngang nó là 2m7 nhưng chúng ta phải trừ đi cái phần bản lề 60-60 hai bên thì sẽ có con số đó chính là 2580. An sẽ truy cập vào thiết kế thi công trộn gói .com, website riêng của Mắc Hôn ha. An chọn vào một thước lũ ban nè, rồi nhập con số 2580 vào. Quý vị sẽ thấy nó sẽ thuộc vào cung hoạch tài, nằm trong khoảng tệ tướng, khoảng tốt. Khoảng tệ tướng tạo cho gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà luôn may mắn, bất ngờ. Bây giờ An sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà anh Trung. Dựa vào sơ kết cấu, quý vị có thể thấy là ngôi nhà anh Trung sẽ xử lý là móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 200x200mm. Với móng cọc thì nó xuất hiện rất nhiều căn nhà của Mắc Hôn rồi, nó đảm bảo được vì móng cọc là loại móng cắm sâu nhất vào đất quý vị ha. Và móng cọc thì nó sẽ gọi là xử lý hết những cái loại mà đất khó nhằn, khó ăn đó quý vị. Ví dụ là có khả năng sạt lở cao nè, hoặc là gần ao suối sông ngòi, gần mạch nước ngầm, có bùn lầy chẳng hạn thì móng cọc đều có thể xử lý được hết. Cho nên là với việc mà chúng ta lựa chọn móng cọc thì nó sẽ căn cứ vào địa chất cũng như là tải trọng của công trình. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Trung. Ở đây sẽ đọc mặt bằng cấp nước của tầng 1. Quý vị sẽ thấy là chúng tôi sẽ có đường cấp nước khu vực hòa giếng gia đình lên bộ inox mái nè. Có chữ B thì quý vị thấy không ạ? Rồi cấp từ thái dương năng trở sang khu bếp nè, cấp từ bộ inox xuống trở sang khu bếp nè, vân vân. Đó quý vị thấy có những cái đường nước ha. Và đường nước thái dương năng là như thế nào? Thái dương năng là máy nước nóng năng lượng mặt trời, tức là lấy năng lượng của mặt trời mà chuyển hóa thành nhiệt năng và từ đó chúng ta sẽ có nước nóng sử dụng mà chúng ta không cần phải tốn điện năng. Thì ở đây là cái đường nước nóng nè, quý vị thấy là sẽ cái đường nước hút nè chạy vào trong cái khu vực phòng tắm của chúng ta.
Còn cấp từ bồn inox xuống chờ ở sang khu bếp thì ở đây sẽ đường nước lạnh là cái đường nước liền nhé. Và cuối cùng sẽ đọc đến dự toán của căn nhà anh Trung. Ở đây sẽ đọc là bản dự toán chi phí xây dựng phần thô. Quý vị thấy phần thô chúng tôi sẽ chia ra gồm có phần móng nè, rồi trong phần móng lại có tường móng, bệ phốt, rồi tính phần thân thì có phần cột, phần dầm, phần sàn, sàn mái sảnh, sàn tầng 2, sàn tầng mái, trừ thông tầng, phần lanh tô, vân vân. Mỗi đơn vị đều có đơn vị khối lượng, đơn giá thành tiền ghi chú rõ ràng để quý vị có thể dự trù kinh phí cho căn nhà của mình nhé. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về mẫu nhà của anh Trung ở Hải Dương, một mẫu nhà quốc dân bestseller của chúng tôi. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này mà muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home với những số hotline 0964588888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuột nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.